xin chào tất cả quý anh chị ở quê với những cái không gian diện tích rộng thì chúng ta lên thiết kế những cái mẫu giá kệ dàn phơi như thế nào để mang lại hiệu quả trong quá trình chúng ta kinh doanh hiện tại thì huy đang có mặt ở một cái tiệm giặt giấy công nghiệp ở khu vực địa chỉ nó là trương mỹ hà nội và có rất nhiều anh chị khi tìm hiểu về cái hệ thống giặt là thì đều vướng về vấn đề chuẩn bị như là giá kệ dàn phơi đồ giá phơi chăn rồi giá phơi đệm cũng không biết là làm các cái chất liệu nào, rồi là mẫu ra làm sao, rồi là khoảng cách như thế nào. Thì đây là một trong những cái mẫu giá phơi chăn mà đơn vị chúng tôi có thiết kế và tư vấn cho khách hàng trong quá trình mà khách hàng khởi nghiệp anh chị nhé. Thì mọi người lưu ý rằng là nếu như uh, mọi người hàn những chiếc giá thì mọi người chỉ cần uh, lấy phi uh, 1.4 thôi này. Đấy, đây mọi người làm những cái thanh xào nhỏ như này thôi. Chúng ta hàn bắc ngang theo cái trục như này để mục đích đó là khi chúng ta gác phơi những chiếc chăn lên thì nó sẽ có hút được nắng và gió có thể nùa vào các cái khe chăn đấy để chăn chúng ta nó sẽ nhanh khô hơn và mọi người nên làm những khoảng cách nó tầm khoảng 25-30 phân thôi anh chị nhé và với một diện tích không gian dàn phơi như này thì chú thể phơi tầm khoảng từ 40 đến 60 chiếc chăn và bên trong này thì nó là cái giá để phơi đệm giá phơi đệm thì cũng rất là đa dạng có rất nhiều loại mẫu mã khác nhau để mọi người có thể là thiết kế làm sao để trong quá trình mà chúng ta chúng ta sử dụng nó được hiệu quả và nó không bị vướng đấy và đây là một chiếc uh, mẫu giá phơi đệm có kết hợp thêm nó là chiếc bánh xe và với một cái um, uh, giá như này thì chú để phơi được tầm khoảng uh, 4 năm bộ đệm 4 năm bộ đệm anh chị nhé đấy và bên trong này thì uh, cũng là một chiếc uh, giá phơi đệm nữa này thì với một mô hình tiệm thì chúng ta chỉ cần làm tầm khoảng hai chiếc giá như này thôi mưa gió chúng ta có thể đun này chúng ta có thể đun di chuyển anh chị nhé. Đấy và kinh doanh với một cái mô hình tiệm giặt giấy công nghiệp thì chúng ta có thể kết hợp đa dạng rất là nhiều những cái loại ngành dịch vụ như là dịch vụ giặt chăn, dịch vụ giặt đệ, dịch vụ bán buôn bán lẻ, cung cấp nguồn tiêu hao nước giặt xả nữa. Thì à, đây là một trong những cái mẫu giá kệ giàn phơi mà rất là hiệu quả phổ thông. Mọi người nên à, tìm hiểu, lựa chọn để set up à, làm trong quá trình mà chúng ta có dự định khởi nghiệp về hệ thống ngành nghề giặt nạc công nghiệp. Bình là Huy chuyên setup và tư vấn cho anh chị về những hệ thống tiện giặt giày công nghiệp. Xin chào, cảm ơn mọi người đồng hành và xem những video của mình nhé.